Cho con hỏi, thời Đức Phật và trước đó các ngoại đạo cũng có thiền và thần thông, do ai sáng lập ra và do nhân duyên gì họ sinh ra làm người mà lại có đủ năng lực sáng lập ra một đạo có thiền và thần thông của riêng mình? Ở trong chú giải Tăng Chi thì có nhắc đến năm vị Bà La Môn cổ cổ xưa gọi là sáng lập ra Bà La Môn. Thì sư không nhớ là năm vị hay bảy vị, mà như là bảy vị, đúng là bảy vị trong chú giải Tăng Chi chương bảy pháp. Sau này khi mà mình dịch chú giải tới thì quý vị sẽ có cơ hội đọc tận mắt ha. Bây giờ xin nói trước đi, có nhắc đến tên của những vị này thì đây là những vị sáng lập nên đạo Bà La Môn. Mà họ sáng lập á, là nhờ khi mà họ tu thiền rồi họ chứng đắc thiền định thần thông thì họ thấy được, vào thời đó thời mạt pháp rồi, họ thấy được cái giáo lý giáo pháp của thời Đức Phật quá khứ. Cho nên nhưng mà do cái đặc điểm của chúng sanh vào thời này ấy, là họ không còn duyên với Phật pháp nữa, nhưng mà có những cái mà các vị đạo sĩ đó thấy bằng cái lòng thương với chúng sanh ấy, thấy rằng vẫn có thể tiếp thu được, tức là người ta không còn tiếp xúc được với Phật giáo, kiến thức giáo lý Phật giáo, nhưng họ còn tiếp thu được cái những cái mảnh vụn, những mảnh vụn của Phật pháp. Thành ra là họ đem vào, cái nào họ đem vào được họ đem vào, và từ đó thành lập nên là đạo Bà La Môn. Và đạo Bà La Môn ban đầu á là đa phần là những phương pháp tu hành, còn cái phần mà nghi lễ cúng tế rồi các cái kỹ thuật kỹ nghệ thì nó rất là hiếm. Nhưng mà nói để quý vị thấy là đạo Bà La Môn á, được sáng lập dựa trên những vị đạo sĩ gom góp lại những mảnh vụn của Phật pháp. Thành ra chúng ta cũng hoàn toàn có thể nói là đạo Bà La Môn á, là có nguồn gốc từ Phật pháp. Và đương nhiên là trong đó là vẫn có thiền, cho nên là rất khó nói cái chuyện thiền và thần thông là do ai sáng lập. Bởi vì nó giống như là kỳ nhông ông kỳ đà cho các ké mẹ kỳ nhông. Tức là đạo Bà La Môn kế thừa từ đạo Phật. Rồi Đức Phật khi mà ngài xuất hiện thì ngài chấn chỉnh lại những cái tư tưởng phương pháp thực hành của đạo Bà La Môn. Những phương pháp nào mà ngài công nhận thì ngài đem ngài cho chư tăng sử dụng, ví dụ như cái việc chứng đắc các tầng thiền nè, rồi sử dụng các cái đề mục thiền chỉ nè, rồi việc chứng đắc thần thông nè là ngài cho phép xài. Rồi sau này khi do đạo Bà La Môn bây giờ nó đã biến chất rồi, nhưng mà sau này khi mà đạo Phật suy tàn, chánh pháp suy tàn, không còn ai biết đến nữa, thì cũng sẽ có những vị kế thừa từ những mảnh vụn của đạo Phật thì lại sẽ ra một cái đạo tạm gọi là đạo Bà La Môn. Nó cứ như thế và nó truyền thừa từ đời này qua đời khác, cho nên rất là khó nói cái chuyện mà Bà La Môn với lại đạo Phật là cái nào có trước cái nào. Và còn một sự kiện nữa, đó là khi mà thời kỳ vừa hình thành trái đất thì các vị Phạm Thiên ấy, xuống, và do có cái sự tham ái đối với cái chất dinh dưỡng trên bề mặt của quả địa cầu, cho nên là thân sắc trở nên thô và trở thành loài người đầu tiên ở quả địa cầu. Và chính bởi vì loài người đầu tiên là từ cõi Phạm Thiên xuống, cho nên các vị đó cũng sẽ đem thiền định và thần thông xuống.
Thành ra chúng ta cũng có thể nói là thiền định thần thông là được truyền thừa từ Phạm Thiên. Đó, được truyền thừa về lâu dài, các cái đời của loài người và về sau á, nó mai một dần nha. Cho nên nếu mà nói ai sáng lập thì thôi, bây giờ tạm nha, tạm gọi là Phạm Thiên sáng lập. Còn cái truy cho tới cùng của dòng luân hồi sanh tử thì chỉ có một vị chánh đẳng giác thì mới trả lời được câu hỏi của quý vị thôi.